Rồi, xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở thành phố San Jose, Bắc California, chiều ngày thứ Bảy 19 tây tháng 3 2022 quý vị. Trời San Jose đang mưa. Quý vị thấy phía trên đỉnh núi mây che bao phủ. Đó là dãy núi phía tây nam của San Jose vậy. Sau dãy núi đó là biển Thái Bình Dương. Từ đây đến đó khoảng nửa tiếng lái xe. Mình nhớ là San Jose là thung lũng bao quanh ba bề là núi, phía tây, phía nam, phía đông. Còn phía bắc thì giáp với vịnh San Francisco, nên nằm lòng chảo, gió biển ở ngoài mây thổi nó bị dướng trên núi và vô thung lũng thường là mưa bụi, mưa rào nhẹ vậy, chứ không có phải mưa nặng hạt, hiếm lắm đó. Và hôm nào mình nhìn thấy núi mây phủ là ở trong thung lũng sẽ có mưa. Nhiệt độ bây giờ khoảng 18 độ C ấy vậy. Bây giờ là 4 giờ 22 chiều. Và đây là đường view nhìn khu góc với Camden. Trời San Jose vào mùa xuân có mưa vậy, gọi là mưa xuân nè, cây cối mát mẻ, đâm chồi nảy lộc. Và đây là đường hướng ra đường Freeway 85. Trên dãy núi đó là có nhà người ta ở vậy, gọi là nhà giàu á. Trên đó nhìn xuống rất là đẹp và khí hậu trên đó trong lành mát mẻ hơn dưới này. Đó, nếu đến đây mình quẹo phải là mình đi về đường cao tốc 85 Bắc, đi về hướng San Francisco vậy. Còn mình qua cầu vượt bên trái là mình về phía nam 85, là đi về hướng Gilroy, hướng về phía nam San Jose. Đó, mình đi qua cầu vượt nè, phía dưới là đường cao tốc 85 cái gì. Còn đi thẳng luôn là mình vô phía núi, vô khu Los Gatos, là một cái thị trấn cổ cả gần 200 năm lịch sử trong đó, với những ngôi biệt thự cổ kính, sân vườn rộng rãi và có những tòa lâu đài ở trong đó rất là đẹp. Trời lúc mưa bây giờ ửng nắng lên, cái gì mưa từ hồi trưa đến giờ. Dự báo thời tiết đúng cái gì, nói là hôm nay mưa ở San Jose, Bắc Cali mưa nè. Rồi, bây giờ mình vô đây là vô Freeway 85 sao. Tốc độ ở đây cho mình chạy là tối đa là 65 mai một giờ, tức là khoảng 120 cây số giờ vậy. Và Hải đang chạy vận tốc này là 60 mai. Mình đi lên trong nè là khoảng 100 km một giờ đó. Hôm nay chiều thứ Bảy cuối tuần nên xe cộ cũng vừa phải.
nếu mình exit quẹo phải đây là ra đường Camden đó vậy. Trên đường V-Way thì mình đi vài dặm là sẽ có một exit, một đường thoát vô đường hẻm ở trong cái gì. Đường xá ở bên Mỹ thì tuyệt vời, thông suốt và họ thiết kế rất là hợp lý, đường vòng cầu vượt đi rất là trật tự ngăn nắp. Quay một đoạn San Jose đường cao tốc 85 cho quý vị xem. Rồi chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Thank you quý vị, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.